Hôm nay ngày 12 tháng 9 năm 2021, Chủ nhật tuần thứ 24 mùa thường niên năm B. Trích sách tiên tri Isaiah Thiên Chúa đã mở tay tôi mà tôi không cứng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che mặt giấu mài, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không hổ thẹn, nên tôi trơ mặt chai như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đấng xét tôi vô tội ở gần tôi, ai còn tranh tụng với tôi được? Chúng ta hầu tòa, ai là kẻ thù địch của tôi? Hãy đến đây. Này đế Chúa là Thiên Chúa bên đỡ tôi, ai dám kết tội tôi? đó là lời Chúa, ta ơn Chúa tôi sẽ tiên đi trước thiên nhan chúa trong miền đất của nhân sinh tôi yêu mến chúa vì chúa đã nghe tiếng tôi cầu khẩn vì chúa đã lắng tai nghe lời tôi trong ngày tôi kêu cầu chúa tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan chúa trong miền đất của nhân sinh thần cháu tứ thần đã quân lấy tôi và mạng lưới âm phủ đã chụp trên người tôi tôi đã rơi vào cảnh lo âu không khó và tôi đã kêu cầu danh chúa ôi lạy chúa xin cư vớt mạng sống con tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan chúa trong miền đất của nhân sinh chúa nhân tự và công minh và Thiên Chúa của chúng tôi rất từ bi. Chúa gìn giữ những người chất phát tôi đau khổ và người đã cứu thoát tôi. Tôi sẽ tiên đi trước Thiên Nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh. Bởi người đã cứu tôi khỏi tử thần, cho mắt tôi khỏi sơ lệ và chân tôi không quỵ Nga. Tôi sẽ tiến đi trước Thiên Nhân Chúa trong miền đất của nhân sinh. Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhân chúa trong miền đất của nhân sinh Trích thư của thánh Jacobê tông đồ anh em thân mến Nếu ai nói mình có đức tin mà không hành động theo đức tin thì nào có ích gì Đức tin như thế có thể cứu được nó ư Nếu có anh chị em nào không cơm ăn áo mặc mà có kẻ trong anh em lại bảo họ rằng, anh chị em đi bình an và ăn no mặc ấm mà anh em lại không cho họ những gì cần dùng cho thân xác thì nào có ích gì. Về đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm là đức tin chết tận gốc rễ. Nhưng có người sẽ nói, anh, anh có đức tin còn tôi tôi có việc làm. Anh hãy tỏ cho tôi thấy đức tin không việc làm của anh và tôi sẽ lấy việc làm mà chỉ cho anh thấy đức tin của tôi đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúa Phan, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với cha mà không qua Thầy. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mắc-cô lại Chúa, vinh danh Chúa khi ấy chúa giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền cesaere thuộc quyền philippe dọc đường người hỏi các ông rằng người ta bảo thầy là ai các ông đáp lại rằng thưa là gioan thể giả một số khác là bảo là elia một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri bây giờ người hỏi còn các con các con bảo thầy là ai Phêrô lên tiếng đáp, thầy là đấng Kitô. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về người với ai cả, và người bắt đầu dạy các ông biết con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bây giờ Phêrô kéo người lui ra mà can trách người. Nhưng người quay lại nhìn các môn đệ và quả trách phê rằng Satan hãy lui đi Vì ngươi không biết việc thiên chúa mà chỉ biết việc loài người Người tập hợp dân chúng cùng các môn đệ lại và phán Ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình Bác thập giá mình mà theo ta Quả thật ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất còn ai chịu mất mạng sống mình vì ta và vì tin mừng thì sẽ được cứu mạng sống mình đó là lời Chúa Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa Suy niệm Chúa Nhật thứ 24 mùa thường niên Bài có lên một Ignacio Trần Nga Đối với tôi, Chúa Giêsu là ai? Chúa Giêsu xu rảo qua nhiều vùng đất do Thái Để rao giảng tin mừng, chữa bệnh, trừ quỷ Làm nhiều phép lạ, suốt anh năm trường nhưng không mấy ai biết đích xác ngài là ai họ tưởng ngài là giáo oan giả bị Herod trảm quyết nay sống lại có kẻ thì tưởng làm ngài là ngôn sứ Elia kẻ khác thì cho rằng ngài là một ngôn sứ nào đó thế rồi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ còn anh em anh em bảo thầy là ai ông Phêrô trả lời thầy là đấng Kitô cô chương 8 câu chín. như vậy ngoài Phêrô dường như chẳng ai biết được chân tướng của Chúa Giêsu. Phêrô quả có phúc lớn vì được biết căn tính của thầy mình. Hôm nay Chúa Giêsu cũng đặt lại câu hỏi này với mỗi người chúng ta. Ngài muốn chúng ta bày tỏ nhận định của ta về Ngài. Phần con, con nghĩ thầy là ai? Thầy là thẩm phán khắc khe. Đối với một số tín hữu, Chúa Giêsu là một vị thẩm phán khắc khe, trừng phạt đích đáng những kẻ có tội nên họ tham dự thánh lễ Chúa Nhật hàng tuần hay làm những việc đạo đức khác chỉ vì sợ phạm tội, sợ bị Chúa phạt chứ không phải vì lòng yêu mến Chúa. Thầy là một vị thần tài. Một số người khác xem Chúa Giêsu như một ông thần tài. Họ thờ phượng Chúa để mưu tìm lợi lộc vật chất, được ăn nên làm ra, buôn may đón đắc. Nếu được Chúa cho như ý thì siêng năng đến với Chúa. Nếu không được tội ấy thì họ lơ là, nguội lạnh, xa cách Chúa. Họ thờ Chúa không phải vì yêu mến Chúa mà chỉ vì mình. Thầy là tấm phao cứu hộ. Đối với nhiều người khác, Chúa Giêsu như vị thần hộ mạng, như tấm phao cứu hộ. Khi được bình an, sức khỏe, khi còn trẻ trung, họ không quan tâm đến Chúa. Đến khi già yếu, khi lâm bệnh nguy kịch Hoặc gặp gian nan khốn khó trong cuộc đời, họ sẽ tìm đến với Chúa, thiết tha cầu khẩn Ngài cứu giúp họ xem ngài như một tấm phao cứu hộ khi trời yên biển lặng thì bất cần phao nhưng khi sóng to bão lớn thì cố dần lấy phao cho bằng được thiên chúa đã buồn biết bao khi đoàn con yêu dấu của ngài đối xử với ngài như thế khi họ tìm đến với ngài để mưu cầu lợi ích cho mình chứ không vì lòng yêu mến ước gì đừng có ai trong chúng ta xem chúa là thẩm phán khắc khe để rồi đến với chúa vì sợ bị phạt chứ không vì lòng yêu mến. Đừng thờ Chúa như thần tài để xin ân huệ và lợi lộc cho mình, hoặc xem Chúa như tấm phao và chỉ tìm đến với Chúa khi gặp gian nan, nguy khốn, khi thấy dân chúng chẳng hiểu căn tính của mình, ngay cả các môn đệ cũng chẳng biết Đấng Kitô là ai. Chúa Giêsu liền bày tỏ cho họ biết Ngài chính là Đức Kitô, nhưng không phải là một Đức Kitô vinh thắng chinh phục các lăng bang và báo thù cho dân riêng của Chúa như người Do Thái mong đợi, nhưng là một Đức Kitô nhẫn nhục, hiến mạng sống mình chết thay cho muôn dân. Ngài nói với các môn đệ rằng, con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại. Mất cô chương 8 câu 31 Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng đã nộp mình chịu chết để đền tội cho chúng con cho chúng con được sống muôn đời Chúa yêu thương chúng con hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự Vì thế chúng con xin chọn Chúa lòng thần tượng của mình Và dành chỗ nhất cho Chúa trong trái tim chúng con AMEN Bài của Linh Mục Ignacio Trần Nga Bức tranh đời người một họa sĩ vô danh nọ vào thời Trung Cổ đã tóm tắt đời người thành bốn bức tranh xếp bên cạnh nhau. Bức tranh thứ nhất, họa lại tuổi thơ Không gì đẹp và thanh thản cho bằng tuổi thơ Một em bé hồn nhiên vô tư ngồi trên một chiếc ghe buồm vừa nhố neo ra khỏi bờ Em bé nhìn theo sóng nước không sợ hãi Bởi vì người đang cầm bánh lái là một thiên thần Bóng đen đang ngủ một cách dịu hiền đằng sau bánh lái Sang đến bức tranh thứ hai Người ta bỗng thấy cậu bé trở thành một trang thiếu niên Đang đứng nhìn chân trời xa tóc với những háo hức trước những điều mới lạ vị thiên thần vẫn còn cầm tay lái nhưng sóng đã bạc đầu và bóng đen đã thức giấc bức tranh thứ ba là cảnh tuổi trưởng thành bầu trời đã trở nên ảm đạm sóng gió ập phủ tứ bề bánh lái đã nằm trong tay của bóng đen vị thiên thần đã bị trói chặt trong một góc người đàn ông đã phải dùng tất cả sức lực của mình để chiến đấu để chiếc ghe không bị lật úp Cuối cùng, trong một bức tranh thứ tư, người ta thấy một cụ già đang ngồi ung dung giữa ga. Sống yên, gió lặng, mặt trời xuất hiện. Vị thiên thần đã giành lại được bánh lái, còn móng đen thì bị trói chặt đằng sau. Đời là một cuộc hải trình gây go, Đức điểm có thể là bến yên hàng, mà cũng có thể là vực thẳm của chết chóc. Đến nơi yên hàng hay đứt gánh giữa đường, số mệnh ấy không ai có thể định đoạt cho ta, mà chỉ có mỗi một người biết làm chủ lèo lái con thuyền của mình. Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã quá quen thuộc với trò chơi thiên đàng hỏa ngục mà các em bé thường tụ tập trước sân thánh đường để cùng biểu diễn. Thiên đàng hỏa ngục hai bên, ai khéo thì nhờ, ai vụng thì xa. Trả lời được một số câu hỏi thì được vào thiên đàng, trả lời không được thì bị chặn lại ngoài cửa trò chơi đơn sơ nhưng cũng có tác dụng gieo vào đầu chúng ta một hình ảnh về cuộc đời. Đời là một cuộc ra đi, hướng đi của cuộc đời tùy thuộc vào sự định đoạt của mỗi người. Con đường dẫn đến hư đốn, luôn rộng thênh thang. Con đường dẫn đến sự sống là một con đường chặt hẹp, đòi hỏi nhiều chiến đấu. Sự thánh thiện là một ân chúa ban, nhưng phải mất nhiều lao nhọc. Vất vả chiến đấu, con người mới đạt được nói đến chiến đấu là nó đến kẻ thù, con sư tử lượng quanh tìm mồi cắn xé trong cuộc sống của chúng ta là không biết bao nhiêu cạm bẫy giăng mắt trên lối đi của chúng ta. Những cạm bẫy đó từ bên ngoài cũng có, nhưng hầu hết để xuất phát từ trong tâm hồn chúng ta. Đó là những dục vọng đam mê đang cào xé tâm hồn chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta đánh bại được cái nữ thù ấy và biến chúng thành đạo binh trung thành thì lúc đó chúng ta mới chiến thắng được kẻ thù từ phía bên ngoài Khí giới tiên quyết và chủ yếu giúp chúng ta chiến thắng được nội thù đó là sự cầu nguyện Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của Ngài Chỉ có ăn chay và cầu nguyện các con mới chiến thắng được loài quỷ này Bài trích sách lẽ sống